Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào các bạn, mình là Toàn đây. Chào mừng các bạn đến với kênh City Hay Studio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về một vấn đề, đó là những cái yếu tố cần thiết để bạn làm một cái video YouTube và phát triển một kênh YouTube thành công. Mình sẽ chia sẻ với bạn những cái chúng ta cần phải chuẩn bị để nếu muốn làm một YouTuber thì các bạn hãy lưu ý cho mình nha. Thứ nhất, các bạn cần phải tìm được chủ đề video là đầu tiên ha. Cái này cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể dùng công cụ tìm kiếm từ khóa hoặc là tham khảo các kênh lớn để tìm ra đúng cái chủ đề ngách hoặc là chủ đề chính các bạn muốn làm, thứ nhất. Thứ hai, các bạn hãy quay video nhiều lên, tập quay bằng điện thoại cũng được hoặc là các thiết bị quay phim chuyên dụng. Hãy cố gắng quay càng nhiều video càng tốt, bởi vì nếu như các bạn mới làm YouTube thì chắc chắn các bạn sẽ cần phải có số lượng video nhiều. Chứ khoan hãy nói đến chất lượng ha, cứ tập trung quay thật nhiều video vào, như thế thì khả năng quay phim các bạn sẽ tăng lên. Đó là hai điều ha. Thứ ba, các bạn hãy tập sử dụng các cái phần mềm làm phim, biên tập phim đơn giản nhất như Camtasia, Premiere, After Effects để làm ra một cái video hoàn chỉnh. Và các bạn phải tập thói quen là sắp xếp bố cục video cho nó chỉnh chu và nó hợp lý nhất. Thứ tư, trong cái video các bạn hãy đặt những cái nội dung hay nhất ở lên phần đầu video, đó gọi là intro, tạo sự thu hút đối với người xem video. Đó là mấu chốt vấn đề của một video thành công và giữ chân người xem, so với một cái video các bạn cứ làm tràn gian và các bạn không có sắp xếp bố cục video. Đó là những cái điều cực kỳ quan trọng. Tiếp theo, các bạn hãy tập sử dụng và tìm hiểu các cái công cụ hiệu ứng video chuyển cảnh, rồi các cái hiệu ứng video slow motion để tăng thêm cái sự chuyên nghiệp cho video các bạn. Rồi, đó là những cái phần cơ bản. Tiếp theo, chúng ta mới tìm hiểu về cách sell video, cách tối ưu video để cho nó lên top YouTube và cách tương tác các cái kênh, các cái video cùng chủ đề khác. Đó là một vài cái cách đơn giản nhất để phát triển một kênh YouTube. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu và học thêm những cái kiến thức YouTube khác trên YouTube như kênh của mình hoặc là những cái kênh khác, nó thường dạy những kiến thức rất là bổ ích, bạn có thể tìm hiểu. Rồi, nếu như bạn quan tâm về YouTube hoặc là đang bị vấn đề nào gặp khó khăn, hãy comment dưới video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Cái vấn đề thứ hai chúng ta cần phải tìm hiểu, đó là một số kênh YouTube họ không có làm chỉnh chu về đặt tiêu đề, từ khóa, nhưng cái video của họ lượt view rất cao. Cái này mình cũng đang tìm hiểu và chúng ta đều có nguyên nhân của nó hết ha. Một số kênh làm nội dung họ không cần đặt thẻ tắt, không cần đặt tiêu đề từ khóa, họ đặt những cái tiêu đề, những cái mô tả không ai tìm kiếm với những cái từ đó nhưng lượt view rất cao. Cái đó là do nội dung video của họ chứ không phải là do những cái thủ thuật SEO YouTube. Cái này là một cái chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Nếu như các bạn tìm hiểu ra được cái cách đó thì chắc chắn các bạn sẽ làm ra những cái video triệu view cực kỳ đơn giản mà không tốn quá nhiều công sức để sell video đâu. Cái này mình cũng đang tìm hiểu, nếu như chúng ta quan tâm có thể theo dõi kênh YouTube của mình. Khi mình tìm hiểu ra được thì mình sẽ hướng dẫn bạn trong khóa chuyên sâu cũng như những cái video nào đơn giản mình sẽ dạy trong cái kênh YouTube của mình ở dạng video miễn phí. Chào bạn, video sau mình sẽ chia sẻ tiếp cho bạn nha. Xin chào.